lời đầu tiên cho phép ban tổ chức chương trình xin được thay lời cho gia đình nhà trai, đã lời cho Hà Tùng và Ngân Báo xin được hân hoan gửi tới toàn thể các cụ, ông, các bà, cô dì, chú, bác cùng toàn thể bà con lối xóm, bạn bè, nam nữ, thanh niên đang hiện diện tại trung tâm hôn trường cưới của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, với một lời kính chúc sức khỏe, một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc, một lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị kính mến, và như vậy thì chỉ có trong ít phút, phái đoàn gia đình nhà trai đã cùng với chú rể đi đón cô dâu, thì gia đình nhà gái và cô dâu hiền mến thương chính thức đã trở về tới tư gia hôn trường cưới của gia đình nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kèm theo đấy đã có sự hiện diện của rất đông đảo các ông, các bà, các cô, các chú, anh, các chị đại diện cho hai họ gia đình cũng đã về đông đủ đông vui tại trung tâm hôn trường cưới của gia đình chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Sự có mặt của toàn thể quý vị đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất dành tặng cho cô dâu chú rể cũng như là gia đình nhà trai. Vì vậy, cho phép ban tổ chức chương trình xin được thay lời cho hai gia đình, đã lời cho cô dâu chú rể cảm ơn tấm lòng vàng của tất cả quý vị. Và một lần nữa xin kính mời tới toàn thể quý vị ở dưới, chúng ta cùng tiếp tục ổn định vị trí ngồi hạnh phúc của mình để tiếp tục cùng chung vui với những bánh kẹo hồng, những chén trà thơm, những ly rượu nồng để chúc mừng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, và cũng như quý vị đều biết thì buổi tối ngày hôm qua trời đã có đổ mưa rất là nhiều, nhưng thật sự rất may mắn cho gia đình hai họ, may mắn cho cô dâu chú rể cũng như tất cả chúng ta khi hôm nay đây ông trời đã phả những tia nắng hồng để giúp cho chương trình đưa đón dâu của hai họ được diễn ra một cách thuận lợi nhất, tuyệt vời nhất. Và các thân thể quý vị kính mến, giờ phút này đây một lần nữa kính mời tới toàn thể quý vị, những nhiếp ảnh gia, những nhà chụp hình quay phim liên tục của hướng mắt về với trung tâm sân khấu, về với cô dâu và chú rể. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, giờ phút ở đây xin trân trọng kính mời chú rể Hà Tùng đẹp trai cùng cô giáo và cô dâu Ngân Báo xinh gái của chúng ta sẽ cùng từ từ đứng dậy để ra mắt toàn thể hôn trường cưới. Xin trân trọng kính mời. Và giờ phút hoàng đạo đã đến, trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê, lễ thành hôn của chú rể Hà Tùng sánh duyên cùng cô dâu Ngân Báo chính thức được bắt đầu. Vâng, xin mời chú rể cười tươi lên ạ. Ở dưới chúng ta một lần nữa lại tiếp tục cùng nhau hướng mắt với cô dâu chú rể. Một lần nữa kính mời quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chung vui với những chén trà ly rượu để chúc mừng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cũng như các cặp yên hương khác thì giờ phút này đây tại trung tâm hôn trường cưới này, cô dâu chú rể không thể đi xuống để cảm ơn tới tấm lòng của quý vị đã trở về đông đủ đông vui, và chỉ còn biết cách nở những nụ cười thật là rạng ngời trên môi để cảm ơn tấm lòng vàng của toàn thể mọi người. Và cũng như đã thông báo với quý vị thì rất mong tới toàn thể quý vị, những ai nên anh, nên bác và mấy người bạn của cô dâu chú rể, vì trung tâm hôn trường cưới hơi chật hẹp cho nên là không thể vào trong này để có chỗ ngồi tuyệt vời như các ông, các bà, thì rất mong quý vị lấy hết sức thông cảm cho gia đình nhà trai của chúng tôi. Và giờ phút này đây, cô dâu chú rể xin được đứng nguyên vị trí của mình để gửi tới toàn thể quý vị với một lời chào thân ái đặc biệt, cũng như lời chào để thể hiện những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả quý vị. Và xin mời cô dâu chú rể chuẩn bị 1, 2, 3 cú chào đi ạ. Vâng, cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều. Và quý vị thì đáp từ lại, xin dành tặng cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, và cho phép chúng tôi xin được thay lời cho gia đình nhà trai, đỡ lời cho đôi bạn trẻ. Xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác đã trở về chung vui với gia đình nhà trai ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe. Chúng ta đang cùng đi chuẩn bị sắp chào đón một năm mới, một năm cũ đã gần dần trôi qua. Và chúc cho quý vị ở những ngày tháng cuối cùng của năm 2022 sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và xin được thay lời cho quý vị ở đây, xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm thì tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, mà nếu có hói đầu cũng hãy trăm năm bạc đầu với nhau. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể trực cưới kính mến, và giờ phút này đây xin mạn phép mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ tạm thời ngồi xuống vị trí hạnh phúc nhất của mình trên trung tâm hôn trường cưới ngày hôm nay. Thưa với tất cả quý vị, toàn thể trực cưới kính mến, chuyện tình yêu đó là của muôn đời, mà hai ngày cao quý thì duyên thời gặp nhau, thỏa lòng mong ước trước sau, trai tài thì sánh với gái ngoan thảo hiền, đó mới biết là duyên kỳ ngộ, hạnh phúc hôm nay nhưng nghĩa cả cuộc đời. Và giờ phút ở đây thì tại những bàn trà hạnh phúc, gia đình nhà trai đã chuẩn bị sẵn sàng với những miếng châu
đúng là miếng trầu thì nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh, hết thời áo tím áo xanh, mà từ nay em sẽ có anh làm chồng. Vâng, thưa quý vị kính mến, mặc dù tối ngày hôm qua trời có đổ mưa rất là nhiều, nhưng nhạc công Minh Ngâm, một nhạc công rất nổi tiếng, cũng đã sẵn sàng và chạy hết mình để cùng với những ca sĩ của gia đình nhà trai thể hiện với một chương trình live show ca nhạc đặc biệt và thật sự là rất thành công với sự ủng hộ của các chú, các anh bên gia đình trai thân yêu của chúng ta cũng như những người bạn. Và thưa quý vị kính mến, trở lại với ngày vui hạnh phúc của cô dâu chú rể ngày hôm nay, lời ca tiếng hát đó là món ăn tinh thần không thể thiếu. Và chính vì vậy, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời tới những giọng ca nổi tiếng của hai bên gia đình. Chúng ta cùng chuẩn bị sẵn sàng để cùng nhau gửi tặng cho nhau với những lời ca tiếng hát đặc biệt nhất, hay nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cho phép chúng tôi xin trân trọng kính mời một giọng ca mở đầu đến từ phái đoàn gia đình nhà trai. Vâng, phái đoàn gia đình nhà trai phải nói rằng là có rất rất nhiều những anh tài, rất nhiều những giọng ca đặc biệt, rất nhiều những giọng ca hay. Và chúng ta hãy chờ đợi xem sáng ngày hôm nay tại buổi lễ thành hôn này, gia đình nhà trai sẽ cử giọng ca nào, ca sĩ nào đầu tiên ạ. Xin trân trọng kính mời. Và theo quan sát của ban tổ chức thì đó là một giọng ca nổi tiếng của quê hương thôn Bố của Lũng Cao chúng ta. Đó chính là giọng ca của năm ca sĩ Quốc Tòa. Xin trân trọng kính mời ạ. Dưới một người liên tục lại cùng dành tặng cho nhau với những ánh mắt nụ cười, tiếp tục nâng những ly rượu nồng để cùng chung vui chúc phúc cho ngày hôm nay. Và sau đây một lần nữa xin mời Quốc Toa. Lần đầu tiên Toa xin kính chào tất cả các cụ ông cụ bà, cô chị chú bác, anh các chị, lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Vâng ạ, chúc cho hai cháu của chúng ta trăm năm hạnh phúc. Và sau đây Toa xin gửi tới hội trường cưới của chúng ta hôm nay một ca khúc có tựa đề là Nắng Ấm Quê Hương. Thank you.
Xin chân thành cảm ơn lời ca tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Toa, một người chú của chú rể Hà Tùng, một trong dòng ca rất là nổi tiếng của quê hương Lũng Cao chúng ta, đã vừa gửi tới chương trình với một bài hát rất là ngọt ngào trong buổi sáng hôm nay để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị, toàn thể học trường cưới kính mến, đàn vui thì dạo khúc đường xa, người vui hát khúc câu ca cuộc đời, ngàn năm dẫu có xa vời, nhưng để mừng cho đôi con trẻ được trọn đời ái ân. Nhà trai thì hăng hái như vậy, nhưng bên nhà gái chắc chắn cũng chẳng thua kém gì đâu. Với sự có mặt của rất nhiều các bà, các mẹ, với những bộ trang phục rất là lộng lẫy, trên thì đỏ, mọi dưới thì đen, đó là đang mặc những bộ trang phục của dân tộc mình, không ạ? Và rất nhiều những cô gái, những người bạn rất là xinh xắn, chân dài của cô dâu. Thì chúng tôi xin sau đây trân trọng kính mời một đại diện, một giọng ca đến từ bên gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời giọng ca của một em gái, một người bạn của cô dâu đến từ quê hương thôn Lặn trong xã Lũng Liêm. Xin mời ạ. Đến với hội trường cưới ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép em, cho phép cháu xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người trong có mặt trong hội trường cưới ngày hôm nay ạ. Và xin kính chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Sau đây em xin gửi tới hội trường cưới ngày hôm nay một ca khúc mang tên Tình Đất ạ. Thank you.
Vâng, ăn rất là ngọt ngào, rất là tuyệt vời. Và quý vị ơi, hãy dành tặng cho giọng ca của người bạn cô dâu đại diện bên phái đoàn gia đình nhà gái một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. À, xin cảm ơn em rất chi là nhiều. Một người bạn học của cô dâu có một giọng ca rất tuyệt vời. Và cũng xin được thông báo với quý vị đôi chút, đó là một em gái đến từ quê hương thôn Lạng trong xã Lục Tiêm. Một em gái học tập rất là tốt, có thành tích tốt trong công tác học tập trong nhiều năm qua. Và hôm nay đây, mặc dù nhiều công việc, em đã về với bạn, về với hai gia đình để chúc mừng cho người bạn của mình được hạnh phúc trong năm bắt đầu. Thì cho phép thì được trả lời cho hai bạn, thay lời cho toàn thể mọi người, cảm ơn em rất là nhiều. Chúc hai chị em luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Và kính thưa với toàn thể quý vị, toàn thể chúng tôi kính mến, liên tục một lần nữa xin trân trọng kính mời quý vị ở dưới chúng ta cùng tiếp tục với những chén trà thơm và những ly rượu nồng để tiếp tục cùng chung vui. Và xin mời họ tiếp tục cùng dành tặng cho nhau với những bánh kẹo hồng, với những điều tuyệt vời nhất tại trung tâm hoàn trường cưới ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị kính mến, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, với những giây phút thăng hoa, những giây phút hạnh phúc, những giây phút ngọt ngào nhất của cô dâu chú rể tại trung tâm hoàn trường cưới ngày hôm nay, thì giờ phút này đây cho phép ban tổ chức chúng tôi một lần nữa trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, chúng ta sẽ cùng nhau từ từ nhẹ nhàng đứng dậy để chuẩn bị thực hiện những thủ tục quan trọng nhất, đặc biệt nhất và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Xin mời hai em. Và kính thưa quý vị kính mến, giờ phút này đây xin mời toàn thể quý vị, đặc biệt là những ai đang sở hữu cho mình với những chiếc điện thoại đời mới nhất, những chiếc điện thoại hoành tráng nhất, và cũng như xin mời các nhà quay phim chụp hình, những nhiếp ảnh gia, chúng ta cùng tập trung về với trung tâm sân khấu để cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cô dâu và chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước tiên chúng tôi xin mời toàn thể quý vị cùng hướng mắt về với đôi con trẻ để cùng được chào đón với chương trình đầu tiên, đó chính là cô dâu chú rể sẽ dành tặng cho nhau kỷ vật thiêng liêng của cuộc đời, kỷ vật đặc biệt trong ngày hạnh phúc hôm nay, chính là chiếc vòng nhẫn cưới. Và sau đây xin mời cô dâu tạm thời bỏ hoa xuống đi ạ. Xin mời cô dâu chú rể, chúng ta sẽ nhẹ nhàng từ từ cùng quay lại với nhau để trao cho nhau kỷ vật của ngày hạnh phúc, đó chính là chiếc vòng nhẫn cưới của hai em. Mà em chưa hề quen, chỉ biết mỗi mình anh còn chơi với trời vơi. Ôi bao điều lạ, rừng non xanh sương vờn mây, thăm thầm núi xanh ngàn cây, bao con sông con suối cả truyền miên khúc nhạc núi reo như lời tình yêu hẹn hò bên suối hiến với nghi lễ tiếp theo, đó là cô dâu chú rể sẽ cùng khom lưng xuống, vì là sân khấu với lại bên ba tầng bánh thì nó hơi cao thấp chênh lệch nhau một tí, không ạ? Cố gắng trả sao mỏi lưng một tí cũng chả vấn đề gì, không ạ? À, xin mời cô dâu chú rể, chúng ta sẽ cùng từ từ cắt từng tầng bánh một từ dưới lên trên. Kính thưa quý vị kính mến, bánh tình yêu là một trong những loại bánh rất là ngon ngọt. Nó thể hiện điều rằng đó chính là những ngọn ngọt này, những ngọn bùi này sẽ được cô dâu chú rể sẽ nắm tay nhau để cùng xây dựng hạnh phúc trong cuộc đời, trong tương lai. Và đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, dẫu cuộc đời mai sau còn có những gian nan vất vả, còn có những chông gai, nhưng đôi bạn trẻ sẽ cùng nắm tay nhau để vượt qua tất cả và xây dựng cho nhau với một cuộc đời được hạnh phúc, được ấm no. Một lần nữa xin cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều. Và sau đây xin mời hai em sẽ cùng dắt tay nhau để tiến về với bên tháp ly rượu tình yêu. Cầm tay nhau bước trong giao thương đón xuân.
hôn trường cưới cũng như sân khấu là hơi chật hẹp một chút phải không ạ? Mà cô dâu chú rể này thì rất là to. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với chai sâm phanh đầu tiên. Chắc là mọi khi nhìn là những anh những chị đã làm trước rồi thì cũng nắm được tình hình kinh nghiệm rồi không ạ? Trước khi mở, mời em lắc lư một tí đi ạ. Lắc thoải mái, sân khấu làm chắc lắm, không lo. Sốc một tí đi ạ. Vâng, quý vị ở dưới chúng ta một lần nữa lại cùng tiếp tục hướng mắt về với cô dâu chú rể để chúng ta cùng tiếp tục được chứng kiến với những giây phút hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất mà đôi bạn trẻ cùng nhau đang thực hiện trên trung tâm sân khấu trước sự chứng kiến của hai họ cũng như tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Em nghiêng khoảng 45 độ về phía trước, đừng có nghiêng về phía cô dâu. Được rồi, đừng có lắc nữa, không nó nổ đấy. Vâng, và thưa quý vị kính mến, như vậy là chai đầu tiên đã được cô dâu chú rể mở ra và đôi bạn trẻ đang cùng tay trong tay dọn lên tháp ly rượu tình yêu. Chú Trọng Tín, nếu mà chuẩn bị mai mốt cũng cưới vợ thì xem cháu đang làm thế nào thì thế mà học đấy ạ. Tối qua, thưa quý vị, chàng chú rể Hà Tùng có nói với chú út của mình, đó chú Trọng Tín, bảo là thôi chú cố gắng, cháu không nhịn được nữa rồi, cháu lấy trước, chả sao. Vâng, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất chi là nhiều. Và một lần nữa xin mời cô dâu chú rể cùng đến với chai thứ hai. Lưu ý chai thứ hai thì để lại một tí, để tí còn đến với chương trình được uống rượu với nhau đấy ạ. Quý vị ở dưới, một lần nữa chúng ta lại cùng tiếp tục với những ly rượu, với những chén trà. Với phút nữa chúng ta sẽ cùng được nâng ly với cô dâu chú rể để chúc mừng cho câu chuyện trong năm ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất chi là nhiều. Và như vậy vừa rồi cô dâu chú rể đã thực hiện thành công chương trình rót rượu champagne. Xin mời em cùng hai ly lên đây ạ, chính giữa sân khấu để cho các nhà quay phim chụp hình cũng như những người đang có những cái điện thoại đời mới đang muốn chụp hình làm sao để cho nét hơn, được đẹp hơn cho ngày hôm nay dành tặng cho hai em. Kính thưa quý vị kính mến, chú rể không chỉ đẹp trai cao to phong độ mà chú rể còn là một trong những chàng trai rất là tinh tế. Và phải nói rằng Hà Tùng cũng là một trong những mẫu đẹp trai của quê hương thôn bố và là một trong những chàng trai trẻ có nghị lực trong cuộc sống và hơn nữa đó là có trách nhiệm với gia đình. Và chắc chắn rằng rồi với cuộc sống của các em mai sau thì với đôi vai vững vàng của chú rể Hà Tùng thì sẽ khiến cho hai em được cuộc sống được ấm no hạnh phúc. Và sau đây xin mời hai em mỗi người một ly để chúng ta cùng quay lại với nhau và chuẩn bị đến với chương trình uống rượu chào vui. Rồi xin hai em cùng khoác tay lại với nhau. Từ từ, khi nào đếm từ 3 tới 1 thì hãy thực hiện đúng không ạ? Và quý vị ở dưới, một lần nữa cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được kính mời tới hai họ chúng ta cũng cùng nâng ly để đồng hành với cô dâu chú rể nào quý vị ơi. Vâng, xin mời toàn thể quý vị ở dưới chúng ta cùng nâng ly để cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể đi ạ. Vâng, hai em chuẩn bị ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Uống ít thôi, không đau bụng. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất chi là nhiều. Vâng, thưa quý vị kính mến, và như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau được trải qua với những giây phút hạnh phúc cùng với cô dâu chú rể, đó là cùng được chứng kiến cho hai em, hai cháu, đôi yêu đương của chúng ta đã thực hiện với những nghi lễ đầy hạnh phúc cho ngày hôm nay. Thưa quý vị kính mến, cái này thì đúng ra là ban tổ chúng tôi phải hỏi cô dâu chú rể trước, như là trong buổi tối ngày hôm qua, nhưng do tối ngày hôm qua thì chú rể với nồng độ cồn hơi cao cho nên là đã ngủ trước, ban tổ chức không kịp hỏi thăm. Thì hôm nay mới dám hỏi thăm, cái này là theo mong muốn của chú rể cô dâu quý vị ạ. Cho nên là mong quý vị hết sức là thông cảm. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị tại hôn trường cưới ngày hôm nay thì mạn phép hỏi chú rể Hà Tùng là em có sẵn sàng dành tặng cho người vợ yêu của mình một nụ hôn không ạ? Có ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều.
Và chính vì vậy không có lý do gì mà chúng ta không dành cho cô dâu chú rể một cơ hội được thực hiện nụ hôn trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người, phải không ạ? Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng lại một lần nữa nhẹ nhàng từ từ quay lại với nhau đi ạ. Kính thưa quý vị kính mến, hôn đó là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là đối với những chàng trai cô gái đang còn trẻ trẻ. Theo như đánh giá của bên hệ thống y tế thì về cơ bản là các cháu khoảng tầm 14, 15 tuổi cũng đã tiến hành món này, và có một số trường hợp còn nhỏ hơn, còn gãy cả răng sữa cũng đã tiến hành. Nhưng chúng tôi xin được khuyến cáo thế này, nếu như mà bạn nào mà chưa đủ 16, 17 tuổi thì còn ít hơn, chúng ta cố gắng hãy nhịn lấy đi ạ, đúng không ạ? Cuộc đời còn dài, còn vô tư thoải mái mà dùng. Và sau đây chúng tôi xin mời cô dâu chú rể một lần nữa lại sát lại với nhau đi ạ. Chú rể có vẻ là muốn lắm rồi, sờ tay vào cô dâu rồi. Giống như thông báo với quý vị đây ạ, cô dâu thì với hạng cân 83 cân thì chắc chắn là eo cũng không có nhỏ lắm đâu, phải không ạ? Cũng may chú rể thì tay to, mà không chỉ tay to, chú rể từ đầu đến chân cái gì cũng to, không ạ? Sát vào ạ. Chuẩn bị, sẽ đếm từ 1 tới 3. Chú rể có vẻ là thấp hơn hay sao đó ạ? Ngang ngang nhau, cái này chiến đấu mới hăng quý vị ạ. Chứ tranh lệch hạng cân thì nó hơi khó cho nhau, phải không ạ? 1 2 2,5 và 3, bắt đầu. Chúng tôi rất tuyệt vời, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều. Vâng, cái điều này quý vị kính mến, và như vậy vừa rồi cô dâu chú rể đã dành tặng cho nhau điều ngọt ngào trong cuộc sống này và điều hạnh phúc trong ngày hạnh phúc đang qua ngày. Và vừa rồi chúng ta một lần nữa lại cùng được chứng kiến với rất nhiều những thủ tục mà cô dâu chú rể đã thực hiện. Và chính thức như vậy, từ buổi ngày hôm nay trở đi, hàng chục con báo đã chính thức thuộc về nhau. Dù mai đây sông có cạn, đá có mòn, vẫn đổi sao rời, nhưng tình đôi bạn sẽ không bao giờ đổi thay. Một lần nữa cảm ơn cô dâu chú rể rất chi là nhiều. Và kính thưa với toàn thể quý vị, toàn thể trường cưới kính mến, ngày hôm nay tại trung tâm trường cưới của gia đình nhà trai thì có rất rất nhiều những phần quà của hai họ dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và chính vì vậy phần lễ chúng tôi không dám nhiều thơ văn nói nhiều, rất mong quý vị hết sức là thông cảm. Và sau đây một lần nữa xin mời toàn thể quý vị ở dưới chúng ta cùng tiếp tục chung vui bàn trà hạnh phúc để đến với những phần quà của hai họ trao tặng cho cô dâu chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị kính mến, và những món quà đầu tiên sẽ đến từ bên phái đoàn gia đình nhà trai của chúng ta. Và xin được vinh danh kính mời lên sân khấu món quà đầu tiên, đó không ai khác chính là đấng sinh thành, người cha người mẹ của chú rể. Xin được trân trọng kính mời cha mẹ đồng hành trở về với trung tâm sân khấu để trao món quà cho hai con. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, và cũng xin được lưu ý với các anh chị em, cô dì, chú bác của bên gia đình nhà trai cũng như bên gia đình nhà gái, những ai có quà trao cô dâu chú rể ngày hôm nay, chúng ta cùng chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, quý vị có thấy người bố của chú rể đâu ạ? Vâng, xin mời mẹ cứ chào cho con dâu đi ạ. Vâng, xin mời đồng chí cục trưởng bố của chú rể nhanh chóng khẩn trương đi ạ. Kính thưa quý vị, hôm nay rất rất nhiều các vị khách quý về chung vui với gia đình nhà trai, và chính vì vậy bố mẹ của chú rể rất là bận rộn, điều đó cũng là điều tất nhiên, và chính vậy quý vị ở đây rất hết sức là thông cảm cho người cha của chú rể. Và giờ phút này đây thì người cha của chú rể đã trở về với vị trí của mình, trở về với hai con, và xin mời món quà của người cha trao tặng cho hai con ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị kính mến, tiếp theo xin mời món quà của vợ chồng anh trai. Xin trân trọng kính mời món quà đến từ vợ chồng của anh trai. Sau món quà của anh trai và chị dâu,
xin mời món quà của gia đình chú Tài và chú Toa chuẩn bị. Kính thưa quý vị kính mến, anh em thì như thể chân tay, rất lành lụng bọc đói hay đỡ rần. Và cũng rất vui mừng cho anh trai của chú rể, tình yêu của chú rể. Như vậy là người anh trai đã tìm về cho gia đình mình để có thêm một nàng dâu. Và như vậy chính thức từ ngày hôm nay trở đi, gia đình ta với hai người con trai thì cũng đã hoàn thành sứ mệnh, đó là mang người con dâu về với gia đình thân yêu. Và tiếp theo xin mời món quà đến từ gia đình chú Tài, gia đình chú Toa. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin thay lời cho hai cháu xin cảm ơn món quà của gia đình chú Tài, chú Toa rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, gia đình nhà trai của chúng ta thì rất đông chú cháu anh em, cho nên vì vậy quà cũng rất là nhiều. Và một lần nữa xin được thông báo lại cho quý vị là những ai có quà trao tặng cô dâu chú rể chuẩn bị sẵn sàng. Và món quà tiếp theo xin mời lên sân khấu là món quà đến từ gia đình chú Đức Tiếm và gia đình chú Tín. Chú Tín thì đang độc thân đúng không ạ? Vâng ạ, một lần nữa xin mời món quà của gia đình chú Đức Tiếm và món quà của chú Tín. Kính thưa quý vị kính mến, chú Tín hôm nay về với ngày vui hạnh phúc của cháu Hà Tùng. Với gia đình nhà trai chúng ta thì chú không chỉ về không đâu ạ, mà còn mang về cho mình với một người bạn cực thân. Còn thân đến mức độ nào thì chúng ta cũng không tiện hỏi hoặc tiện giới thiệu ở đây đúng không ạ? Xin thay lời cho hai cháu một lần nữa cảm ơn món quà của gia đình chú Đức Tiếm cũng như món quà của chú Tín và người bạn. Và sau món quà của chú Đức, chú Tín và người bạn thì sau đây xin mời món quà đến từ gia đình cô Dương và cô Trung. Xin trân trọng kính mời ạ. Và có lẽ hôm nay thì món quà của gia đình cô Trung là sẽ chưa được trao và sẽ được trao sau. Mọi rất mong quý thể và quý vị rất thông cảm vì có lý do đặc biệt. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị kính mến, và tiếp theo xin mời món quà của gia đình chú Tuệ và gia đình chú Thái Ngọc. Xin trân trọng kính mời ạ. Sau món quà của gia đình chú Tuệ và gia đình chú Thái, xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình chú Yến, chú Văn chuẩn bị. Xin cảm ơn hai em rất là nhiều. Kính chúc cho em Thái mong ăn chóng lớn học tập tốt, và chúc cho em Tuệ nhiều may mắn thành công trong cuộc sống và ngày càng nhiều xe đến thay nhớt thay xăm. Xin cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo xin mời món quà đến từ gia đình chú Yến và gia đình chú Văn. Xin trân trọng kính mời ạ. Gia đình cô Nhân và cô Tuyết chuẩn bị. Và sau món quà này xin mời món quà của gia đình anh Cương Ý và bác Khởi đến từ quê hương Ban Công chuẩn bị. Phải nói rằng hôm nay đây, ngày vui hạnh phúc này, cô dâu chú rể đang nhận được rất rất nhiều những tình cảm quý báu của quý vị. Không chỉ quý vị về đây với tinh thần mà còn có cả vật chất để trao tặng cô dâu chú rể. Vâng, một lần nữa xin mời món quà đến từ gia đình bác Khởi và gia đình anh Khương Ý. Và sau món quà này thì sẽ là món quà đến từ gia đình Thông Gia nhà Mộng Ân và gia đình nhà bác Phu Vân. Xin trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị kính mến, giờ phút ở đây thì theo quan sát của ban tổ chức chúng tôi, ở bên ngoài cũng đã có những vị khách quý đang từ từ trở về với gia đình nhà trai để cùng chúc mừng cô dâu chú rể. Nhưng mà hôm nay đây, giờ phút hạnh phúc của cô dâu chú rể xin được bạn phép kéo dài một chút, vì gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái có rất rất nhiều những phần quà trao tặng cho cô dâu và chú rể. Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị tiếp tục ở trung tâm hội trường cưới, chúng ta lại cùng nhau chung vui với bạn trai hạnh phúc để tiếp tục được chứng kiến với những phần quà trao tặng từ cô dâu và chú rể. Vâng, xin cảm ơn hai gia đình rất là nhiều. Và tiếp theo xin mời món quà đến từ gia đình Mộng Phong và gia đình bác Mộng Khải. Xin trân trọng kính mời ạ. Và gia đình chú Tiệm, gia đình anh Mộng Toàn chuẩn bị đã. Vâng, xin mời món quà đến từ gia đình chú Tiệm và gia đình anh Mộng Toàn. Xin trân trọng kính mời ạ.
sau món quà này xin mời món quà của gia đình ca sĩ Thành Đạt và gia đình chị Khai cũng chuẩn bị tinh thần. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, và món quà cuối cùng bên gia đình nhà trai trao tặng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay là một món quà đặc biệt. Đó là món quà của gia đình chú Mạnh. Vâng, xin mời gia đình chú Mạnh ạ. Xin cảm ơn món quà của gia đình anh Thành Đạt và món quà đến từ gia đình chị Khải rất là nhiều. Lên bên ngoài em ơi. Kính thưa quý vị kính mến, hiện nay gia đình chú Mạnh thì đang sinh sống trong khu vực Tây Nguyên. Và hôm nay đây thì vâng, gia đình thì không thể về đông đủ được, và chỉ có em Mạnh về với gia đình nhà trai, về với cô dâu chú rể. Xin cảm ơn rất nhiều món quà đến từ gia đình chú Mạnh. Và kính thưa quý vị kính mến, như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau được chào đón, được chứng kiến rất rất nhiều những phần quà của gia đình nhà trai trao tặng cho cô dâu chú rể. Và thưa quý vị kính mến, trong ngày hôm nay với sự hiện diện của những thành phần chủ chốt đặc biệt bên phái đoàn gia đình nhà gái, những người đưa dâu, và hơn nữa bên gia đình nhà gái cũng có những món quà trao tặng cho cô dâu chú rể. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đầu tiên, đó là món quà của cha mẹ cô dâu. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn cha mẹ rất là nhiều. Và món quà tiếp theo xin mời, đó là món quà của người anh trai và người em trai của cô dâu. Xin trân trọng kính mời. Và như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau được chào đón sự diện của người anh trai ruột, người em của cô dâu đã trao tặng món quà cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Kính chúc cho anh và em vừa như nhiều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, và đặc biệt hơn nữa là chúc anh trai sẽ sớm thoát khỏi tình trạng ế vợ sớm nhất để có thể, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị kính mến, món quà tiếp theo đó là món quà đến từ bên đàng ngoại của cô dâu, là món quà của bác Sao và cậu Duyên. Xin được trân trọng kính mời. Và món quà tiếp theo xin mời lên sân khấu là món quà của bà ngoại và dì Bằng. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, có lẽ là dì Bằng thì với địa lý xa xôi, và hơn nữa thì đang còn rất nhiều công việc, cho nên là hôm nay không về được, thì có thể gửi quà cho các cháu. Thì nhân đây một lần nữa xin được thay lời cho gia đình nhà trai, rất lời cô dâu chú rể đặc biệt chân thành cảm ơn món quà của ngoại rất chi là nhiều. Kính chúc ngoại sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống để cho các con cháu luôn luôn được noi gương theo. Và kính thưa toàn thể hội trường cưới kính mến, món quà cuối cùng trong buổi lễ thành hôn chúc mừng cô dâu chú rể ngày hôm nay đến từ bên gia đình nhà gái, chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu là món quà của bác Hà và món quà của anh em Làng Lộc. Xin trân trọng kính mời ạ. Thank you.
cho gia đình dòng tộc nhà trai, đỡ lời cho cô dâu chú rể. Xin chân thành cảm ơn và những phần quà đến từ toàn thể quý vị, đặc biệt là phái đoàn gia đình nhà gái, người cha người mẹ, người anh người em, cũng như các bác các cậu, cô bà cô dì đã dành tặng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Với những phần quà của quý vị dành tặng cho cô dâu chú rể, đó cũng là điều đặc biệt nhất mà quý vị muốn dành tặng cho đôi nương trong ngày hôm nay, để giúp cho đôi con trẻ trong tương lai, trong cuộc đời sẽ có một cuộc sống được tốt đẹp hơn, ấm no hơn. Kính thưa với toàn thể quý vị toàn thể trường giới kính mến, phải nói rằng cho ngày hôm nay còn rất nhiều những dòng ca tiếng hát của anh họ muốn giao lưu cùng với nhạc để chúc mừng cho cô dâu chú rể. Nhưng thưa quý vị kính mến, người ta thì cũng rực bóng tình người, mà nhà thôi nhà bác mặn nồng từ đây, gia đình thì vui đón giao hiền, thêm tình thêm nghĩa thêm quyền mẹ cha, trước thì vui cửa vui nhà, sau rồi hạnh phúc cũng là vui chung. Thưa quý vị, cuộc vui còn dài, nhưng công việc của gia đình nhà trai e lại còn đặc biệt hơn. Mà lấy gì để đáp nghĩa trả ơn? Một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được trao lời cho gia đình nhà trai, đáp lời cho đôi con trẻ. Xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, bà con lối xóm, các bậc quý vị khách quý cùng các bạn bè của cô dâu chú rể đã trở về đồng hành với chương trình chúng tôi để chúc mừng cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta cũng xin được từ từ khép lại tại đây. Một lần nữa xin được nói lời tạm biệt quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày tràn ngập những tiếng cười, những niềm vui cùng với gia đình nhà trai chúng tôi. Chúc chú rể cô dâu trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Xin được trân trọng cảm ơn.